Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận một tóc cần son. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mới tới đăng tắt chatbot nè bạn. Rồi bạn bấm vào continue. Rồi các bạn click share để vô của bot nè bạn. Rồi bạn bấm vào xanh rơi nha bạn. Rồi bạn lướt cha nè. E F. K V A F. Máy mình này sẽ bấm kỹ quá ta. Rồi bạn ở cho bot nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kênh group nè. Good and group. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn chọn tiếp kênh seller nữa nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Bấm don. Sau đó các bạn follow tờ Twitter nè. Và tờ Weibo nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Bạn like nè. Có nên tờ Twitter không ta? Rồi các bạn chích nhận tờ Twitter đi các bạn. Các bạn tăng dài người bạn của mình vào nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn gửi đường link profile tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Nhấp vào avatar nè, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào bài lên cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè, đây là cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ ETH address. Sao kỹ ta. Rồi thì các bạn gửi địa chỉ với ETH của mình nha các bạn. Con này nó chạy trên nền tảng của EC20 ta. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Đây là cho bot nè. Sau đó các bạn bấm vào mục View Wallet. Rồi, tất cả các bạn bấm vào Balance để check số cần mình kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 tóc cần có kêu là một son nha các bạn. Chứ không phải là tóc cần son chạy trên nền tảng của Solana nha các bạn. Rồi bạn gì lấy con dép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm được tóc cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.